Chào các bạn, trên hình ảnh mình đang quay một trong những cái cây thuốc nam Cây thuốc dân gian hay mọc ở vườn nhà chung quanh Bà Rào nha các bạn Rồi những cái ven gò đồi Và đặc biệt là nó chỉ hay tìm thấy những cái nơi mà ánh sáng gần như 100% nha các bạn Nó là cây ưa sáng á Một trong những cái cây thuốc rất là hay rồi có tên trong những cái dược điển hoặc là những cái sách thuốc của Việt Nam như của giáo sư Đỗ Tất Lợi này và một số cái sách thuốc khác mà ngày xưa các cái bậc cao nhân những cái thầy thuốc ngày xưa còn truyền lại nha các bạn đây cái cây mình đang mô tả đây có cái lá xanh này một cái quả đã nó đã hơi chín nó chuyển qua màu phấn hồng hồng à đó rồi những cái quả chưa chín nó có cái màu xanh nhạt vàng vàng thế này nha các bạn. Đây là cây bồ câu vẽ. Mình nói lại cây bồ câu vẽ nha các bạn. Đó, rồi nó có một số các cây nữa điển hình như là cây cây đỏ đọt này. Đó, cái ngọn nó đỏ đọt đỏ, đỏ đó các bạn thấy không? Rồi cây màu gà này, cây sâu vẽ này. Bởi vì trên lá của nó hay có những cái đường ngoằn màu do cái sâu cái con sâu vẽ bùa nó ăn đi ngon nó để lại nha các bạn. Đó, rồi cây bồ long anh bồ long Anh chứ không phải là bồ công anh nha các bạn rồi cây bỏ máy đó là những cái tên mà à, rất là quen thuộc ở mọi vùng miền không biết các bạn khác ở những nơi khác còn có tên nào khác thì để lại bình luận trong khi xem được cái video này nha rồi mình sẽ lấy một vài cái cành nhánh của nó nha các bạn và cầm cái quả này để mình mô tả sơ lược cho các bạn xem nha đó khi các bạn đi tìm cây thuốc á là mình nhớ cái để ý, hình dáng cái lá của nó cái lá nó là mang cái hình trứng. Đó, nhưng mà nó chỉ nhỏ vậy thôi nha các bạn. Cái cả hai mặt nó đều láng thế này, còn cái mặt trên thì nó xanh hơn. Những khi mà nó bắt đầu ra hoa những cái hoa à, nách lá nó nó nhỏ lì tì các bạn thấy không? Đó. Rồi mình nói lại là khi nó đậu quả, quả chưa chín thì nó có cái màu nhạt như thế này. Rồi quả chín thì nó có cái màu hồng rất là đẹp như thế này, một cái lớp bao ở ngoài nữa nha các bạn. Đó nhìn từ xa đó khi nó nhỏ các bạn non nó có vẻ giống như là cái cái lá cái ra bồ ngót mà nó hơi lớn á nhưng mà nó mọc so la các bạn thấy không đó các bạn có thể tự tìm cây thuốc trên cái hình dáng mình mô tả như thế này rồi nó là đúng cây bồ câu vẽ đó trong y học cổ truyền nha các bạn cây bồ câu vẽ này có tính hàng này vị là vị đáng nha và nó có độc đó mình nhắc lại là nó có độc nhưng mà nhẹ nha các bạn đó có tác dụng là nó à, chữa kiết lỵ nha các bạn. Các bạn nghe kỹ mình nói cái video này có thể hơi dài chút nha. Rồi à, viêm dạ dày nè, viêm ruột nè, cấp nè. Đó. Viêm họng nè, sưng đau amidan nè, viêm khí quản nè. Rồi trị à, là viêm âm đạo bỏng nè, lở nè, lở loét cả nhà các bạn. Đó những người bị vết thương lở loét mà khó lành á rồi uh, azema này, rồi viêm da dị ứng này, ngứa, ngứa da nha các bạn, mụn nhọt, rồi uh, các loại sổ niệu đạo, đặc biệt là nó trị sưng đau đầu gối, bệnh thấp khớp, cực kỳ hay nha các bạn. đó liều dùng chung nhất á, lát nữa mình sẽ nói một vài cái bài thuốc các bạn uh, uh, cố gắng kiên nhẫn theo dõi nha. cái uh, liều dùng khuyến cáo của nó đó là nếu chúng ta dùng khô mình nói lại là toàn thân của nó đi sử dụng cho các bạn từ thân nè lá của nó nè quả rễ nè đều được dùng làm thuốc còn cách dùng đó là dùng tươi hoặc dùng khô liều chung nhất khi chúng ta dùng mà nếu như mà chúng ta dùng mà khô là khoảng 20 g trên ngày đó còn cái liều dùng tươi là khuyến cáo là khoảng 40 g trên ngày nha các bạn cái bài thuốc đầu tiên á các bạn nghe rồi mình áp dụng nha nếu như uh, bản thân các bạn rồi đặc biệt là những người già cả này và một số người hay cái bị cái chứng uh, sưng đau đầu gối nha các bạn đó thì chúng ta dùng toàn thân cái uh, cây bồ cu vẽ này này đó à, nếu như các bạn trong vườn nhà có thì chúng ta dùng tươi còn uh, không thì chúng ta tìm với một cái lượng nhiều chúng ta băm thành những đoạn ngắn rồi phơi khô nha đó cứ mỗi ngày nếu như các bạn dùng độc vị đó thì uh, mình uh, như mình nói lúc nãy đó là chúng ta lấy khoảng 20 gram khô rồi cho vào ấm đổ khoảng một lít nước nha các bạn đun từng năm bảy phút rồi chúng ta chia cái lượng nước ra ra làm hai hoặc ba lần uống trong ngày đó uống liên tục trong một thời gian ổn định nha để chúng ta cảm nhận được cái kết quả trị bệnh về đau nhức khớp rồi đặc biệt là sưng đầu gối phạm tia thấp rất là hay nha đó là bài đầu tiên thứ hai đó là chúng ta cũng có thể lấy cái thân hoặc lá cái bồ câu vẽ này nè rồi cũng băm khô chúng ta kết hợp với một số các cái bài thuốc khác dân gian á mà trị khớp nha các bạn à, khi mà dùng phối hợp nó thì nó rất là tốt đồng thời thứ hai đó là nó giảm bất kỳ cái, uh, cái độc tố và các tác dụng không mong muốn đối với cây bồ câu vẽ này rồi cái bài nữa là nếu như không may chúng ta bị ráng cán nha các bạn đó những cái nơi chúng ta xa bệnh viện bị ráng cán á đây là cây thuốc dân gian mà trị ráng cán với giải độc rất là hay khi bị không may bị ráng cán á là chúng ta lấy cái cái lá này nè đó là khoảng 40 gram tươi khoảng 40 gram tươi nha các bạn rồi chúng ta giả dạ nát vét lấy cái nước của nó uống ngay cái nước cấu của nó nha các bạn còn cái bã đó là chúng ta đắp lên trên với cá ngày đó nó giúp cái sơ cứu ban đầu cực kỳ tuyệt vời nha các bạn cùng với một số cây thuốc trị răng gan khác rồi sau đó nếu mà nặng thì chúng ta có thể đưa bệnh nhân đến bệnh viện để được chữa trị nhưng mà cái cấp cứu ban đầu rất là quan trọng các bạn nhớ cái cây buộc của vải này nha bài thứ hai đó là nếu như mà bị mụn nhọt này lỡ lát này à, rồi à, cái trứng à, mà bị viêm à, da nha các bạn rồi à, Rồi à, những cái dị ứng ngoài da này mặn ngứa này đó lỡ lát thì mình nói lại ví dụ như là lỡ có thể là do vết thương một số cái tác dụng động khác và như thế nào là các bạn bị lỡ lát trên da thì chúng ta dùng cái cái cây bồ câu vải này bằng cách đó là đem chúng ta cũng rửa sạch giả nát rồi chúng ta đắp lên cái vùng da bệnh nha các bạn đó còn nếu các bạn bệnh nạn nữa mà bị lở lét á ví dụ những người mà nằm lâu rồi lở lét á nha thì chúng ta có thể dùng thân của nó đó lấy cái thân già nha các bạn rồi chúng ta cạo ra dùng dao rửa những cái vật sắc chúng ta cạo lấy cái bột của nó rồi rác lên cái vách lá lát mụn nhọt á thì nó rất là nhanh chóng để trị khỏi nha bài thuốc về chữa viêm hỏng này viêm amidan này viêm dạ dày này viêm ruột kiết lỵ rồi chúng ta dùng các cái vị như sau một là chúng ta tìm cái thân cành lá mình đang cầm như tay như thế này của cây bồ có vẽ nha các bạn nhớ chưa rồi tiếp theo đó là chúng ta tìm cái cây cỏ sữa lá lớn, cây cỏ sữa lá nhỏ. Hai loại cỏ sữa nha các bạn, các bạn vào kênh Phước Quà Trăng này các bạn xem những cái video để biết thêm cây cỏ sữa nha. Ba loại đó đó là với mỗi vị là từ 10 đến 15 gram. Rồi, chúng ta xét uống trong ngày nha các bạn với lượng nước vừa đủ. Rồi nó sẽ cho các bạn một cái quả cực kỳ tuyệt vời để trị những cái bệnh mà mình mới nói đó nha các bạn một cái bài thuốc mình nói lúc nãy là trị bỏng là lý do là cái cây bồ câu vẽ này nè nó có cái khả năng sát khuẩn và làm lành vết thương rất là cao cho nên nếu như không may đó mà các bạn bị bị bỏng nha các bạn các loại bỏng á rồi là chúng ta sử dụng cái lá của cây bồ câu vải này nè kể cả thân cành lá nữa nha các bạn chúng ta sát cho thật đẹp các bạn hiểu ý mình chưa rồi chúng ta dùng cái nước đó nhẹ nhàng rửa lên cái vết bỏng vết lở lét đó nhiều lần trong ngày có thể một ngày mình rửa tới 3 bốn lần nha các bạn rồi liền làm liên tục trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 ngày có thể trở lên nha nó giúp cho cái vết bỏng rất là nhanh liền nhanh liền da này, rồi chống sẹo này đặc biệt là nó chống cái nhiễm khuẩn và qua cái vết bỏng cực kỳ hay đó là những cái cây thuốc mà và những cái bài thuốc mà chúng ta sử dụng cái cây bồ câu vẽ này trong dân gian, gian. Vốn dĩ đã ngàn đời ông bà ta áp dụng nó hay lắm nha các bạn Đó nó hay mọc xung quanh cái bà rào mình quay từ đèn xa các bạn thấy không Đó đây là một cái bà rào này Đó Nó mà cái chỗ ưa nắng thì có nó nha các bạn dễ tìm nha Vì uh, cây thuốc này nó có độc nhẹ nha các bạn Cho nên mình uh, cũng xem rất là nhiều cái tài liệu Cây thuốc nam nó cũng vậy không có cây mặt tốt rồi cái mặt không tốt Đối với một số cái cơ địa không phù hợp nha các bạn cho nên là khi dùng á, chúng ta cẩn thận đối với người già nè Trẻ nhỏ này Và phụ nữ có thai Thì cố gắng là không không sử dụng nó nha các bạn Thứ hai Là khi dùng á Nhưng mà nói lúc nãy nếu như mà chúng ta trị khớp Rồi một số các bạn khác mà uống trăm á Thì các bạn nên áp dụng thêm với một vài cây thuốc khác Để nó tan cái công dụng Thứ hai là những cái cây thuốc khi phối hợp là nó trung hòa nó hạn chế những cái cái tính độc mà nhẹ nó có trong cái cây buộc câu vẽ này nha đó một cái thứ ba là bất cứ cây thuốc nào cũng thế khi các bạn tự làm hay là lấy những cái bài thuốc do người khác gửi cho mình á là nếu uống trong những ngày đầu ngày đầu tiên lần uống đầu tiên hoặc là những ngày sau đó mà nếu chúng ta thấy có những cái triệu chứng giống như mệt mỏi này đau đầu này rồi nâu nâu trong người giống như khó chịu nha các bạn thì chúng ta ngừng không dùng bởi lẽ là nó sẽ có một cái tác dụng là không tốt đối với cơ thể đó các bạn nhớ cho mình cái điều đó nha đó đây là cây thuốc dân gian cực kỳ hay luôn à, trên cái kênh mình ấy, có nhiều bài thuốc hay khác nữa và những cây thuốc rất là tuyệt vời các bạn à, yêu mến kênh phước hòa trần mình hoặc là một số bạn mới gặp cái video này và chưa biết đến kênh mình khi xem này các bạn có thể vào kênh phước hòa trần để xem nhiều cái bài thuốc khác nha các bạn đó rồi các bạn có thể đăng ký kênh để ủng hộ mình để kênh phát triển Rồi à, mỗi ngày thì mình mang cái tâm niệm là Cố gắng tìm những cây thuốc, bài thuốc thật là hay Dễ làm, dễ áp dụng Cho mọi người sử dụng để mà phòng trị bệnh bản thân Cho anh em rồi gia đình rồi cộng đồng rồi mọi người nha các bạn Cảm ơn các bạn rất là nhiều à, Chúc các bạn sức khỏe hạnh phúc Xin hẹn gặp các bạn trong những video khác của mình